Bài văn âm chất của Văn Xương Đế Quân. Đế Quân nói rằng: ta trải qua 17 đời sinh ra làm kẻ sĩ có quyền thế, chưa từng bạo ngược với dân, tàn khốc với thuộc cấp, thường cứu người khi nguy nan, giúp người khi khẩn thiết, thương xót người cô độc, khoan thứ kẻ lỗi lầm, rộng làm những việc phúc thiện, tích âm đức, thấu tận trời xanh. Nếu ai có thể giữ tâm hiền thiện như ta, ắt được trời ban phước lành. Do đó mà ta có lời răn dạy mọi người rằng: sư vô công giữ việc xử án, xây cổng lớn đợi xe bốn ngựa, họ đậu giúp đỡ muôn người, một cõi sinh năm cạnh quế, tống giao cứu đàn kiến, trúng tuyển trạng nguyên, thuốc ngao chôn xác rắn, sao làm tể tướng, muốn tạo ruộng phước rộng sâu, ắt phải dựa vào một tấm lòng này, thường không ngừng việc giúp người, âm thầm làm đủ mọi công đức, lợi người lợi vật, làm thiện tích đức, chính trực thay trời hành đạo, dạy người mở rộng lòng từ, vì nước cứu dân. Đối xử với người phải giữ lòng trung, với cha mẹ ông bà phải hiếu thảo, với anh em phải giữ lòng kính trọng, thương yêu lẫn nhau, với bạn hữu phải giữ lòng tin cậy, hoặc phụng chân triều đẩu, hoặc thờ Phật học kinh, thường nhớ nghĩ làm theo lời Phật dạy, báo đáp bốn ân sâu, thực hành rộng khắp theo tam giáo, giúp người khẩn cấp như cá mắc cạn, cứu người nguy nan như chim bị lưới xiết, xót thương trẻ mồ côi, giúp đỡ người quá bụa, kính trọng người già, thương kẻ nghèo khó, chu cấp cơm ăn áo mặc cho người lỡ đường đói rét, giúp quan quách cho nhà nghèo khó để thi hài người chết được ấm cúng, nhà giàu sang phải nâng đỡ thân thích, mất mùa đói kém phải cứu giúp lối xóm, cân đo phải công bằng, không được bán ra non thu vào già, với kẻ dưới phải khoan thứ, không nên khắc nghiệt soi mói, nên góp phần in ấn rộng truyền kinh sách, xây dựng chùa chiền tu viện, giúp thuốc thang cứu người bệnh khổ, giúp nước uống giải cơn khát cho người, hoặc bỏ tiền mua vật sống phóng sinh, hoặc ăn chay từ bỏ sự giết hại. Mỗi khi cất bước phải chú ý quan sát để không giẫm đạp các loài côn trùng, không đốt lửa gây cháy rừng cháy núi. Đêm tối giúp người đi đường có đèn soi sáng, sông rộng giúp thuyền bè đưa người qua lại, không dùng lưới bắt các loài chim thú trên cạn, không dùng thuốc độc bắt các loài cá tôm dưới nước, không giết thịt trâu cày, không vứt bỏ giấy có chữ viết, không mưu mô lấy tài sản người khác, không ganh tị với người có tài năng kỹ xảo, không tư tình tà niệm với vợ người, không xúi dục người trong việc tranh tụng, không hủy hoại đường danh lợi của người khác, không làm tan vỡ chuyện hôn nhân của người, không vì chuyện thù oán riêng mà làm cho anh em nhà người sinh chuyện bất hòa, không vì chút lợi nhỏ mà khiến cha con người khác trở thành xung khắc, không dựa vào quyền thế làm nhục kẻ hiền lương, không ỷ mình giàu sang khinh rẻ người cùng khốn. Gặp người hiền thiện phải thân cận gần gũi, vì có thể giúp ta tăng thêm đức tốt của tâm, hạnh lành của thân. Gặp người xấu ác phải xa lánh ngay, vì chỉ trong chớp mắt có thể mang đến cho ta tai họa khôn lường, thường phải tu tập dẹp trừ điều xấu ác, phát huy những việc tốt lành, miệng nói ra những lời đúng thật thì trong lòng không được nghĩ điều sai quấy, phát dọn gai gốc lùm bụi chướng ngại đường xá, dọn sạch đá gạch ngăn giữa lối đi, đường xá gập ghềnh đã lâu năm thì góp sức tu sửa sang phẳng, sông rộng có ngàn vạn người thường qua lại thì ra công bắt cầu, lấy tình thương ngỏ lời dạy bảo sửa lỗi cho người, quyên góp tiền bạc giúp người thành tựu những điều tốt đẹp, làm việc gì cũng noi theo đạo trời, nói ra lời nào cũng thuận với lòng người, kính ngưỡng bậc thánh hiền tiên triết, dù đi đứng nằm ngồi vẫn thường nghĩ nhớ, cẩn thận giữ gìn phẩm hạnh
đến lúc một mình tĩnh tâm, không thấy có gì phải hổ thẹn với lòng. Hết thảy việc ác quyết không làm, hết thảy việc lành xin vâng theo. Vĩnh viễn không gặp điềm dữ, thường thường được thiện thần giúp đỡ. Phước báo gần thì tự thân được hưởng, xa thì ảnh hưởng đến cháu con. Trăm điều phúc lành đồng thời đến, ngàn việc tốt đẹp hội tụ về. Chẳng phải nhờ việc tích tạo âm đức mà được như thế đó sao?